Kính chào quý vị và các bạn của kênh Audio Hải Ngoại. Và quý vị và các bạn thân mến, đến với chuyên mục Tâm sự Thầm Kín trong buổi tối ngày hôm nay, thì Tâm An xin được gửi đến cho quý vị một tâm sự của một vị khán thính giả nữ có tựa đề Sự thật phía sau một người chồng gay. Và xin mời quý vị chúng ta cùng lắng nghe chi tiết tâm sự này nhé. Tôi và anh quen nhau qua sự giới thiệu mai mối của họ hàng. Lúc đến với nhau, anh đã ngoài 35 tuổi, còn tôi mới 29 tuổi. Chúng tôi biết là không còn trẻ trung gì, nên chúng tôi cũng không có nhiều thời gian để tìm hiểu nhau, mà nhanh chóng tiến đến kết hôn. Anh là một người đàn ông khá thành đạt, phong độ, điển trai. Khi gặp anh, tôi cũng đã nghĩ thầm là không hiểu tại sao một người đàn ông có đầy đủ phẩm chất như anh lại kết hôn muộn như thế. Nhưng mà khi ấy, tôi mới vừa quen nên không tiện hỏi. Tới sau này tôi có hỏi lại anh, thì anh nói là do anh mải mê với công việc, phụ nữ không có thời gian tìm hiểu. Một phần khác lại vì công ty của anh toàn là đàn ông, anh lại ít nói nên mới thành ra như thế. Khi ấy tôi nghe anh nói như vậy cũng cảm thấy rất hợp lý. Còn nghĩ rằng mình thật là may mắn khi lấy được anh làm chồng. Nhưng rồi mọi việc lại diễn ra không như tôi mong muốn. Tôi thật là không ngờ. Chỉ vì chưa tìm hiểu nhau kỹ càng, cũng chưa yêu sâu sắc, nên sau khi cưới, cuộc sống của hai vợ chồng chúng tôi khá bình lặng, không có gì đặc biệt. Tôi cũng chẳng biết chồng thích gì. Một phần là do anh khá lạnh lùng, anh ít nói, anh không thích thể thao, cũng chẳng có sở thích đặc biệt gì. Anh cứ đi làm về, rồi lại lên phòng cầm cái điện thoại. Đến lúc ăn cơm xong, anh lại cắm đầu vào công việc. Và ngày nào cũng như thế, đều như vắt chanh. Thỉnh thoảng, tôi cũng cảm thấy hơi chán nản. Tôi rủ anh đi chơi, để hai vợ chồng có nhiều thời gian để tâm sự với nhau hơn, như là đi xem phim, đi uống cà phê. Nhưng mà anh lại không đi. Anh bảo công việc của anh quá nhiều. Đôi khi tôi thấy nản lắm. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, tôi lấy được một người đàn ông như thế này ở tuổi 30 là tốt lắm rồi. Còn hơn lại phải lấy một gã chơi bời. Chuyện chăn gối của hai đứa chúng tôi thú thực cũng không được ổn cho lắm. Mới cưới mà có khi 1-2 tuần mới gần gũi được một lần. Cưới nhau về được 3 tháng thì tôi có bầu. Cũng chính vào cái khoảng thời gian này, anh thú nhận với tôi anh là gay. Đang yên đang lành, nghe anh đột nhiên thú nhận như thế, tôi cũng choáng váng lắm. Anh nói anh yêu đàn ông, nhưng ba mẹ anh không chấp nhận. Và đây cũng chính là lý do mà vì sao 35 tuổi anh mới kết hôn. Rồi anh nói với tôi, anh không muốn chúng tôi chia tay nhau. Anh muốn tôi cứ thế sống, sống thật tốt cùng với anh để che mắt mọi người. Anh đảm bảo với tôi rằng nếu như em sống cùng với tôi thì mẹ con tôi sẽ không thiếu thốn thứ gì hết. Nhưng từ khi biết chuyện, tôi buồn lắm. Dạo đấy đang bầu bí, nhưng đêm nào tôi cũng khóc. Tôi nghĩ cuộc đời tại sao lại bất công với mẹ con tôi đến như vậy? Nhiều lần tôi nghĩ tôi sẽ chia tay anh. Nhưng nhìn lại đứa con trong bụng mình, chẳng lẽ khi con tôi được sinh ra đã chịu cảnh không có bố thì thiệt thòi. Nên tôi nhắm mắt chấp nhận yêu cầu của anh. Và cứ như thế, vợ chồng chúng tôi sống với nhau trong câm lặng suốt quãng thời gian tôi bầu bí và sinh con. Khi con tôi ra đời, trước mặt mọi người, anh tỏ ra quan tâm và lo lắng cho mẹ con tôi lắm. Suốt 3 tháng 10 ngày, khi có mẹ tôi ở cùng chăm cháu, thì anh đều đi làm và về nhà, đều làm tốt bổn phận của một người chồng, người cha. Nhưng sau khi mẹ tôi về quê, thì hai vợ chồng tôi lại trở về với nhịp sống cũ. Mãi cho đến khi con tôi tròn 2 tuổi, thì tôi cũng phát hiện ra một sự thật mà chồng tôi đã giấu tôi suốt thời gian qua.
Đêm hôm đấy, muộn lắm rồi. Tôi còn thấy anh nhắn tin. Tôi gần sáng tỉnh dậy uống nước. Nhớ lại cái cảnh anh hí hoáy nhắn tin. Có lúc anh rất mệt mỏi. Và cũng có lúc anh cứ cười tủm tỉm một mình. Sự tò mò trỗi dậy. Tôi lay người anh thì thấy anh vẫn đang còn ngủ say. Nên tôi lấy trộm điện thoại của anh để xem anh nhắn tin cho ai. Và thật may vì điện thoại của anh không cài mật khẩu. Tôi mở điện thoại. Tôi vào hộp thư tin nhắn. Và tôi thật choáng váng, không tin nổi vào mắt mình. Một số điện thoại không lưu tên, nhưng lại xưng hô là anh em ngọt ngào. Mỗi câu, mỗi chữ đầy cảm xúc. Lúc đó tôi nghĩ, chắc đó chính là một gã đàn ông, là nhân tình của chồng tôi. Mãi sau này, tôi vô tình nghe được một cuộc nói chuyện của anh và người kia. Sau khi nói chuyện xong, thì anh vội vàng lấy xe, chạy đi đâu đó. Tôi đợi anh khóa cổng, và tôi tiếp tục bám theo xe của anh. Chạy được một lúc, thì anh chạy sang một hướng ngoại thành. Đi được thêm vài chục cây số, thì anh dừng lại trước một ngôi nhà nhỏ. Chạy xe lại gần, tôi trông thấy một người phụ nữ cùng với một đứa bé tầm 5-6 tuổi chạy ra đón anh vào. Nhìn họ cười nói hạnh phúc vô cùng. Lúc ấy tôi chết lặng. Bao nhiêu suy nghĩ hiện lên trong đầu. Hóa ra bấy lâu nay anh vẫn luôn lừa dối mẹ con tôi. Anh nói anh bị gay là vì anh không muốn gần gũi với tôi. Anh không yêu thương gì tôi. Tôi đau đớn quá. Tôi gục ngã. Chân tay run rẩy đứng đó nhìn anh và người phụ nữ kia hạnh phúc. Thì ra anh không muốn phản bội người phụ nữ kia. Tôi quyết định tìm đến những người bạn bè của anh để hỏi thăm. Mới đầu ai cũng né tránh. Ai cũng bảo là không biết gì hết. Nhưng chắc có lẽ tôi hỏi nhiều quá. Lại trông tôi có vẻ đáng thương. Nên một người bạn của anh nói cho tôi một sự thật. Anh ta kể rằng ngày trước anh từng yêu một người phụ nữ cùng lớp đại học với anh. Nhưng vì cô gái này là người tỉnh lẻ, gia đình lại không môn đăng hộ đối. Nên gia đình anh không đồng ý cho họ đến với nhau. Sau đó một thời gian thì bọn họ chia tay. Và sau khi chia tay cô gái kia thì không thấy anh tìm hiểu hay gần gũi thêm với một người phụ nữ nào. Cho đến khi anh thông báo kết hôn với tôi. Nghe người kia nói, tôi gần như vụn vỡ hoàn toàn. Tôi sâu chuỗi toàn bộ sự việc. Tôi ngỡ ngàng ra rằng, bấy lâu nay anh luôn lừa dối tôi. Thực chất, anh chẳng bị gì hết. Mà là anh đang tìm cách trốn tránh tôi. Bởi vốn từ lâu, trái tim của anh đã thuộc về người phụ nữ kia. Anh vẫn luôn gặp gỡ, thậm chí là đã có con với cô ta nữa. Tôi rất tức giận. Tôi thất vọng về chồng của tôi. Tôi không biết phải làm như thế nào bây giờ nữa. Xin mọi người hãy cho tôi một lời khuyên. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị một tâm sự. Và sau khi lắng nghe xong cái tâm sự này, quả thật là rất đáng buồn. Bởi vì nếu như hôn nhân mà không có tình yêu, thì nó sẽ giết chết tình cảm của chúng ta, giết chết ngôi nhà này. Ngôi nhà này chưa đủ hạnh phúc, nhưng lại bị chết yểu và tàn lụi mất rồi. Cái sai lầm lớn nhất trong cuộc đời của một người phụ nữ là cứ tưởng rằng khi lấy nhau về, sống với nhau như vợ chồng, thì tình yêu sẽ nảy sinh. Nhưng mà không phải như thế quý vị ạ. Chúng ta đến với nhau bằng tình yêu, mà chúng ta còn ly hôn nhau rất nhiều. Huống gì là một cuộc hôn nhân không có tình yêu. Đối với câu chuyện này, đối với cái tâm sự này, thì Tâm An xin được góp ý một đôi điều như thế này. Nếu như Tâm An khuyên chị là ly hôn, thì đúng là ác mồm ác miệng thật sự. Bởi vì ở phía sau đấy là một gia đình, hai bên nội ngoại, và tình yêu thương của anh ấy dành cho đứa con đối với chị có trách nhiệm, thật sự là rất tốt, đúng không ạ? Nếu như nghe theo lời của chị kể, thì mọi thứ
đều rất hoàn hảo, ngoại trừ việc, ngoại trừ một việc, đó chính là anh ấy đã có một người vợ ở bên ngoài và một đứa con ở bên ngoài. Thế nên mọi chuyện nó đã xảy ra rồi. Kết hôn thì cũng kết hôn rồi, có con thì cũng có con rồi. Việc đầu tiên bây giờ có thể là chị hãy nói sự thật này với anh ấy. Nói với anh ấy rằng là em đã biết hết mọi chuyện rồi và chúng ta cần phải có một hướng để giải quyết. Và hai người cần phải nói chuyện với nhau, chia sẻ với nhau tất cả mọi thứ. Vì sao anh lại nói dối với em là anh bị gay? Em biết là anh có nỗi khổ đấy. Tại sao anh không chia sẻ với em? Vậy anh có trách nhiệm với em và con, thì tại sao anh lại nói dối em và qua lại với người phụ nữ kia? Thì ra em chỉ là vợ của anh trên giấy tờ, còn trái tim của anh lại hướng về người phụ nữ kia. Đó là điều em đang suy nghĩ, có đúng không anh? Thì hai người nên chia sẻ với nhau để nói rõ với nhau một lần. Còn nếu như mà chị không nói, đúng không ạ? Chị sống trong câm lặng thì Tâm An lại có một hướng giải quyết như thế này nữa. Đối với những người phụ nữ mà họ khi mà phát hiện ra chồng của mình ngoại tình ấy, họ luôn luôn có một cách như thế này. Đó là họ không để tâm đến chồng của mình nữa. Họ dành tình cảm và vun đắp cái thứ tình cảm đấy cho đứa con của mình. Họ vẫn từng ngày sống qua ngày như thế, lặng lẽ bên chồng, bên con, dành dụm tiền bạc để nuôi dưỡng một đứa con nên người. Đến khi nào mà con mình trưởng thành đủ lông đủ cánh, đi học cấp 2, cấp 3, để bạn bè không dè bỉu rằng là à, cái đứa con đấy nó không có bố. Nếu như chị và con chị vượt qua được một thời gian như vậy, sau này con mình lớn lên thì mình ly dị, mình có một cuộc sống khác. Và Tâm An nghĩ cái cách này là một cách đúng đắn. Bởi vì những người phụ nữ cam chịu và có hạnh phúc thì họ sẽ làm như vậy. Hạnh phúc không phải là cứ êm đềm từng ngày qua ngày như thế. Hạnh phúc đến là chúng ta phải vượt qua được những chông gai. Còn nếu như mà ai đấy mà cứ nói rằng là hạnh phúc của tôi đến rất là bình thường, rất là yên lặng, đó không phải là hạnh phúc đâu. Đó chính là một sự ngộ nhận, sự hoang tưởng. Còn nếu như muốn có hạnh phúc thực sự thì chúng ta phải vượt qua được gian nan, vượt qua được vất vả. Nếu như mà chị có thể lắng nghe được cái điều nhận tâm sự này của Tâm An, thì có thể lắng nghe được thì Tâm An xin cảm ơn. Còn chị hãy lắng nghe cái tâm sự này để xem khán thính giả của chuyên mục Tâm sự thầm kín của kênh Audio Hải Ngoại sẽ chia sẻ với chị như thế nào nhé. Và quý vị thân mến, quý vị có đồng tình với ý kiến của Tâm An hay không ạ? Thì quý vị hãy dành một chút thời gian để comment ở dưới video này cho Tâm An và mọi người cùng đọc với nhé. Bởi vì đúng là nếu như chúng ta ở trong cái hoàn cảnh của chị thì rất là khó xử. Nhưng mà chuyện gì đến cũng đã đến rồi và chúng ta phải chấp nhận một sự thật như thế. Và Tâm An rất mong được sự đóng góp ý kiến của quý vị. Còn bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chào quý vị, bởi vì thời lượng phát sóng của chương trình đến đây là kết thúc rồi. Chúc quý vị có một buổi tối ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.